Đây mọi người, đó, anh em đang đổ răng mọi người nha. Đây hôm qua thì xây xong mọi người nha. Đấy, bữa nay thì đổ mọi người. Đây đổ gần xong rồi mọi người nha. Thì nữa anh em sẽ làm bùi dưỡng mọi người ạ. Mình sẽ quay cho mọi người xem anh em làm bùi dưỡng mọi người nhé. Đây mít xào với thịt mọi người ạ. Đây mọi người nha. Đây là món ăn của người đây mọi người ạ. Đây chuối. À, đây là chuối mọi người nhá. Đây anh em đang tranh thủ làm để cho nó xong nhanh rồi. Đấy. Này rất là khỏe luôn người nhá. Thớ này rất là khỏe luôn. Đây mọi người, anh em tranh thủ làm cái món này 2 ngày nay mọi người. Nói chung đây là chưa tới anh em chia sẻ mình vào mong có gì có heo để mà ăn nhá. Để mày ha ăn mừng kênh YouTube đấy. Chưa có heo ăn mừng kênh YouTube này mày à. Còn mấy hàng nữa. Đây là kênh đồng bào của người Đê mọi người nha. Chuối với đó. Cá chuối với thịt. Nhiều lắm. Cá nữa. Còn bên đây là mít xào. Đó. Hay nha. Đây là mít xào này. Đây là chấm ớt mọi người. Rau. Đây rau luộc ha. Đây người nọ này. Đây làm ớt chuẩn bị chấm mọi người nha. Rồi nha mọi người. Đây. Đó, cây mông xong xuôi hết rồi. Bây giờ để chú nhà bùi dưỡng làm một con heo nha mọi người nha. Đây chuẩn bị làm thịt một con heo. Đấy mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem đó. Heo khoảng 4 mấy 3 mấy ký nha mọi người. Đó. Anh mẹ nha. Đây. Đây là để nhóm lửa mọi người nha. Đấy. Đấy mọi người nha. Đây là ngày thứ 2 mọi người ạ. Cũng là xong sớm một buổi nha mọi người nha. Mình chia sẻ cho mọi người xem. Đây. Đây là thợ mọi người. Thợ làm con heo mọi người. À.
Trước tiên là giết thầy à. Nè, tôi tên là Bích Bùn Giá. Đấy nha mọi người nha. À. Đây là người thờ mọi người nha. Đó. Đây là người nhồng lửa mọi người. Đó. Đây là buổi trưa anh em làm xong cái móng mọi người. Đó. Đây. Đây là 34 kg mọi người nha. Đây mọi người nha. Đây là nướng. Đấy nha mọi người nha. Giờ đã xong mọi người. Thế bốn người rồi. Đó, năn giang ông đầm rây sẽ mà còn nào. Thế ta hẹn. Đấy. Ông lo gì rồi. Thế ta hẹn. 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 Thế ta đây là thịt luộc ngay nha.